De Bruyne có cơ hội ở trận đấu tiếp theo để chứng minh rằng tôi đã sai. Đó là phát biểu thẳng thừng của Pep Guardiola sau trận tự chiến hôm Chủ nhật trước Liverpool. Trận siêu kinh điển nước Anh đã khép lại, mà ở đó, hình ảnh mặt nặng mày nhẹ giữa Pep và De Bruyne là một trong những chủ đề được bàn tán rất nhiều. Có ý kiến cho rằng, chính nhờ quyết định rút tiền vệ người Bỉ ra khỏi sân mới giúp Man City giữ lại được một điểm trước Liverpool. Ấy thế nhưng, chẳng phải kể từ khi trở lại sau chấn thương, De Bruyne chính là hơi thở của Man City hay sao? Chuyện gì đã xảy ra để khiến Pep phải thừa nhận rằng đội bóng này đã chơi hay hơn ở trận Super Sunday sau khi nhặt trữ người Bỉ rời sân? Sau đây là lý giải của Guardiola. Chúng tôi cần một cầu thủ biết giữ bóng, không hoàn toàn nằm ở khả năng pressing. Kovacic thực sự giỏi trong khoảng đó. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt hơn kể từ thời điểm đó. Đương nhiên, trước khi rời khỏi sân, chính De Bruyne chứ không ai khác là người đã kiến tạo cho John Stones ghi bàn. Có rất ít cầu thủ có thể thực hiện được cú tạt đó với tầm nhìn, khả năng căng thời gian và độ chuẩn xác không một vết xước. Đó là pha kiến tạo thứ 5 chỉ trong 9 lần ra sân của tiền vệ người Bỉ ở Premier League mùa này. Nhưng hãy nhìn vào những gì còn lại mà De Bruyne thể hiện được. Không khó để nhận ra, thể lực đang là bài toán hóc búa với tiền vệ sắp sửa bước sang tuổi 33. Càng về cuối trận, De Bruyne càng cho thấy dấu hiệu không thể theo kịp nhịp độ trận đấu ngày một dồn dập. Trong trận Super Sunday, không phải đường chuyền nào của tiền vệ người Bỉ cũng chuẩn xác. Anh cũng chạy ít đi và hạn chế tham gia vào việc phòng ngự. Những lần để mất bóng của De Bruyne chính là những cơ hội để Liverpool tung ra những đòn chuyển đổi trạng thái sở trường. Nhiều thời điểm đã đẩy Man City vào thế báo động. Khi bị thay ra vào phút 69, De Bruyne đã thể hiện sự không hài lòng, thậm chí đã có lời qua tiếng lại với Guardiola trước khi vùng vàng ngồi xuống ghế dự bị. Trong cuộc họp báo sau trận, Guardiola đã có phát biểu làm xoa dịu tình hình. Chúng tôi luôn rất hài lòng với Kevin, chẳng có vấn đề gì cả, chúng tôi rất ổn. Nhưng đồng thời, Pep Guardiola cũng tuyên bố cơ hội sẽ đến với De Bruyne trong trận tứ kết FA Cup với Newcastle để chứng minh rằng ông đã sai. Hiếm có ai dám nói như vậy, nếu không ở một vị thế và tầm vóc của Guardiola. Một lời động viên và cũng là lời cảnh báo mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha dành cho cầu tiền vệ người Bỉ. Những tưởng không thể đụng tới trong đội hình của Man City. Nhìn vào những gì đã và đang xảy ra, thời gian và tuổi tác đang dần trở thành vấn đề với đội chân thiên tài của De Bruyne. Kể từ khi tái xuất sau chấn thương dài hạn, với tổng cộng 5 tháng ngồi ngoài, tiền vệ 32 tuổi dường như chưa sẵn sàng cho sự khắc nghiệt của suốt 90 phút. Để góp mặt trong một cỗ máy bách chiến bách thắng như Man City, một cầu thủ phải luôn đạt 100% phong độ. Đó từng là tiêu chuẩn của De Bruyne, và chính nó lại vô tình trở thành rào cản đối với anh vào lúc này. Tham vọng của ngôi sao người Bỉ vẫn rất cao, nhưng tuổi tác và thế lực buộc De Bruyne phải thay đổi trong thời gian sắp tới. Trước Liverpool, Pep Guardiola cần De Bruyne tích cực hoạt động hơn, tranh chấp tốt hơn. Thế nhưng, tiền vệ người Bỉ đã không làm được. Kết quả là chỉ cần vài đường chuyền xuyên tuyến, Liverpool đã có thể đặt khung thành của Man City vào tình trạng báo động. Mùa giải đang bước vào những khúc cua khốc liệt nhất, và khi đó tình trạng của De Bruyne sẽ là mối lo ngại không hề nhỏ. Về cơ bản, tôi là một cầu thủ bóng đá 32 tuổi, đã chơi bóng được 15 năm, ra sân gần 700 trận đấu, gặp một vài chấn thương gân kheo, và bác sĩ phẫu thuật nói với tôi rằng gân kheo của tôi giống như một chiếc khăn giấy ướt, nó đã bị đứt. Chính De Bruyne đã tiết lộ như vậy về chấn thương đã khiến anh phải ngồi ngoài nửa năm. Đó là lần thứ hai phần gân kheo của tiền vệ người Bỉ kêu cứu sau khi tất cả đã chứng kiến De Bruyne khập khiễng rời khỏi trận chung kết Champions League mùa trước. Đội ngũ bác sĩ của Man City đã xử lý quá trình hồi phục của De Bruyne một cách tốt đẹp cho đến thời điểm này, và họ phải tiếp tục thận trọng trong thời gian nước rút sắp tới. Sau chấn thương nặng, màn trình diễn tốt nhất của De Bruyne vẫn là trận thắng 6-2 trước Luton Town, nơi mà anh hoàn thành một ngày thi đấu bùng nổ với 4 kiến tạo cho Haaland. Nhưng mọi chuyện đã không còn nhẹ nhàng khi phải chạm trán Liverpool. Còn nhớ trong hiệp 2 tại Anfield, đội chủ nhà đã tạo nên thế trận dồn ép liên tục, khiến hình ảnh lạ đời xảy ra là Man City lại phải lùi đội hình để phòng ngự. Nếu tận dụng tốt hơn, đội bóng của Jurgen Klopp đã có thể định đoạt kết quả chung cuộc của mùa giải, thay vì phải lao vào tranh cãi tình huống phạm lỗi của Jeremy Doku dành cho Mark Allister. Phải đến khi De Bruyne rời sân nhường chỗ cho Kovacic, Man City mới có thể giành lại được thế trận, khiến cho cuộc chơi không bị kéo đi quá xa. Kể từ khi góp mặt từ phút 69, Kovacic có 36 pha chạm bóng, nhiều hơn 2 lần so với De Bruyne. Tiền vệ người Croatia mang đến sự cân bằng khu vực giữa sân bên cạnh Silva, Foden và Rodri. Trong một trận đấu có nhịp độ và cường độ cao,
De Bruyne gặp khó khăn trong việc bắt kịp Liverpool. Ngôi sao người Bỉ là người chơi cao nhất trong phía thành phần của Man City, nhưng anh chắc chắn không nhận được sự hỗ trợ từ Haaland, người đã im hơi lặng tiếng một cách quen thuộc mỗi khi bước vào những trận đánh lớn. Không để mọi thứ trở nên xa vời tầm tay và trở nên hỗn loạn, Kovacic đã cung cấp cho City khả năng cầm bóng tốt dưới áp lực, giúp đội bóng áo xanh kiểm soát bóng tốt hơn để kiềm hãm tinh thần ngày một tăng cao của Liverpool. Đó sẽ là một bài học kinh nghiệm cho Guardiola, đặc biệt là Man City chuẩn bị có một cuộc chiến quyết liệt khác với đội đầu bảng Arsenal. Tất nhiên, giờ chưa phải là lúc để nói đến việc De Bruyne đã xuống phong độ hay nghiêm trọng hơn là hết thời. Đẳng cấp và vị thế của nhạc trưởng người Bỉ trong đội hình Man City là không phải bàn cãi. Bằng chứng là sau khi để De Bruyne bình tĩnh, Guardiola phải đến ghế dự bị để trò chuyện thân tình và giải thích cho De Bruyne về quyết định cực chẳng đã của ông. Nhưng trong bóng đá, tương lai là điều chẳng ai có thể nói trước. Hiện tại, thời hạn hợp đồng của De Bruyne với Man City còn 15 tháng nữa là kết thúc. Và theo thông tin rò rỉ từ Mirror, ngôi sao người Bỉ có thể đặt bút ký giới hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, song song với đó, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng Kevin De Bruyne đang là mục tiêu theo dõi sát sao của những câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út. Túi tiền không đáy của những đội bóng này có thể cho phép tiền vệ người Bỉ hưởng mức lương lên đến 1 triệu bảng một tuần, một mức đãi ngộ điên rồ và chưa từng có trong lịch sử. Để thuyết phục Kevin De Bruyne gia hạn hợp đồng, Man City gần như chắc chắn sẽ phải tăng mức lương 400.000 bảng mỗi tuần hiện tại, con số cao nhất tại Premier League. Không khó để nhận ra tình thế của De Bruyne tại Man City lúc này. Anh là ngôi sao số 1 của đội, nhìn đóng góp trên sân là chưa đạt được mức kỳ vọng sau màn trình diễn nhạt nhòa trong trận chung kết của mùa giải trước Liverpool. Tiền vệ 32 tuổi phải cần thêm thời gian để tìm lại phiên bản thăng hoa nhất sau một thời gian dài phải ngồi chơi xe nước vì chấn thương nghiêm trọng. Man City đương nhiên vẫn là ứng viên vô địch trong tất cả những đấu trường họ góp mặt. Và để hoàn thành chương tham vọng lớn, Guardiola vẫn rất cần sự trợ giúp của De Bruyne. Chẳng mấy ai trong đội hình Man City có được những pha kiến tạo thân sâu và tinh tế như De Bruyne. Điều đó cho thấy De Bruyne vẫn có thể tạo ra sự khác biệt, nhất là với những khối đội hình lùi sâu, đổ bê tông. Khi thể lực đang dần trở thành vấn đề, Man City cần phải có một kế hoạch sử dụng hợp lý với một tiền vệ chuẩn bị bước sang tuổi 33. Chẳng thể đòi hỏi De Bruyne ra sân trong mọi trận đấu vào thời điểm này, mà cần phải toan tính nhằm bung sức vào thời điểm cần thiết. Đừng quên một điều rằng, vì sao thế giới bóng đá đã gọi Kevin De Bruyne là quái vật kiến tạo.